6 câu chuyện kinh doanh dạy ta cách bán hàng, marketing và bí quyết thành công. Có rất nhiều những câu chuyện khi nghe xong sẽ giúp chúng ta có được những bài học quý giá. 6 câu chuyện về kinh doanh mà chúng tôi chuẩn bị đưa ra ở dưới đây sẽ giúp bạn có được kinh nghiệm bán hàng, chiến lược marketing hiệu quả để góp thêm vào cẩm nang bí quyết thành công trong kinh doanh của bạn. Câu chuyện thứ nhất, làm sao bán được cái áo cũ nát với một giá cao? Chuyện kể về một cậu bé nghèo, năm đó mới 14 tuổi. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một chiếc áo cũ, rồi hỏi, còn có thể bán nó với giá 2 đô la không? Người cha hỏi. Cậu bé ngẫm nghĩ và trả lời rằng, có kẻ ngốc mới mua chiếc áo này. Tuy nhiên, người cha đã khích lệ, sao con không thử xem? Nhìn ánh mắt của người cha, cậu bé gật đầu đồng ý. Con sẽ thử xem, nhưng không nhất định có thể bán được. Cậu bé đem chiếc áo đi giặt rất cẩn thận, vì không có bàn là để là áo, cậu dùng bàn chải để giặt chiếc áo. Sau đó, để chiếc áo lên một miếng gỗ phẳng trong bóng râm phơi khô. Sáng ngày hôm sau, cậu bé đem chiếc áo đến một ga tàu điện đông người qua lại. Sau 6 tiếng đồng hồ, không ngừng chào mời người qua lại. Cuối cùng, cậu bé cũng bán được chiếc áo với giá 2 đô la. Cậu vội vàng cầm số tiền bán được, chạy một mạch về nhà đưa cho cha. Sau đó, mỗi ngày cậu đều đi tìm quần áo cũ ở đống đồ bỏ đi trong thành phố, mang về và giặt sạch đem đi bán. Cứ liên tục như vậy hơn chục ngày. Một hôm, cha cậu bé lại đưa cho cậu một chiếc áo cũ khác. Con có thể bán chiếc áo này với 20 đô la không? Làm sao có thể được cơ chứ? Một chiếc áo cũ làm gì có giá trị cao như vậy được? Cùng lắm là 2 đô la thôi. Sao con không thử nghĩ xem? Nhất định là có cách. Cha cậu bé khích lệ. Cuối cùng, cậu bé nghĩ ra một cách. Cậu nhờ anh họ của mình là một người rất đam mê hội họa, vẽ cho cậu một con chim đại bàng và một chú chuột nhắt đáng yêu lên chiếc áo. Rồi cậu chọn một trường học, nơi có nhiều thiếu gia con nhà giàu theo học ở đó. Cậu đứng ở cổng trường chào mời người mua. Vừa mới chào mời một lúc, liền có một người quản gia đến mua chiếc áo cho thiếu gia của mình. Cậu thiếu gia đó đã vô cùng thích thú khi có được chiếc áo, liền đem cho cậu 5 đô la. Tổng cộng, cậu bán được chiếc áo 25 đô la. Đây là một số tiền khá lớn đối với gia đình của cậu. Sau khi về nhà, cha cậu lại đưa cho cậu một chiếc áo khác và nói, con có thể bán chiếc áo này với giá 200 đô la được không? Cha cậu nhìn cậu với một ánh mắt đầy tin tưởng. Lúc này cậu bé không hề do dự, cậu đón nhận chiếc áo bằng cả hai tay mình, bắt đầu suy nghĩ. 2 tháng sau, cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến. Hôm đó, nữ diễn viên chính của bộ phim đang nổi tiếng, Những Thiên Thần của Charlie, đến thành phố cậu bé để quảng bá phần tiếp theo của bộ phim. Sau khi buổi họp với ký giả kết thúc, cậu bé mạnh dạn chen lên phía trước, chạy đến bên cạnh nữ diễn viên Farrah Fawcett, đưa chiếc áo cũ ra rồi xin cô ký tên lên đó. Farrah Fawcett ngẩn người ra một lúc, nhưng rồi vẫn vui vẻ tươi cười ký lên chiếc áo. Không ai có thể nỡ từ chối một cậu bé dễ thương với ánh mắt hồn nhiên trong sáng như vậy. Sau khi ký xong, cậu bé hỏi, cháu có thể bán chiếc áo này được không ạ? Đương nhiên là có thể được rồi, đây là áo của cháu, cháu có thể bán nó nếu cháu muốn, đây là quyền tự do của cháu. Cậu bé liền đứng trên bục hô to. Đây là chiếc áo do chính nữ diễn viên xinh đẹp Farrah Fawcett ký tên, giá nó là 200 đô la. Sau một lúc đấu giá, cuối cùng chiếc áo đã bán được với số tiền không tưởng, 1.200 đô la. Về đến nhà, cậu thấy cha mình cùng một người khác đang ở nhà. Cha cậu bé cảm động
mà ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu và nói: "Cha vốn dự tính nếu con không bán được, cha sẽ nhờ người mua nó lại. Thật không ngờ con lại giỏi đến thế, con thật sự rất giỏi." Buổi tối hôm đó, hai cha con cậu bé đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Cha cậu hỏi con trai: "Từ sự việc của ba chiếc áo này, con có hiểu được ra điều gì không?" "Con hiểu rồi, cha đã khích lệ con." Cậu bé cảm động nhìn cha rồi nói tiếp: "Chỉ cần chúng ta động não suy nghĩ, không việc gì là không thể làm được. Việc khó đến đâu cũng có cách giải quyết của nó." Cha cậu bé gật đầu đồng ý, nhưng rồi lại lắc đầu nói: "Con nói cũng rất đúng, nhưng đó không phải là ý định ban đầu của cha. Cha chỉ muốn nói với con rằng, một chiếc áo cũ chỉ đáng giá 1 đô la, vẫn có cách để tăng giá trị của mình. Chúng ta cớ sao phải bi quan với cuộc sống này, đúng không? Chúng ta tuy nghèo, nhưng chúng ta có nhiều hơn một chiếc áo 1 đô la, và một chiếc áo 1 đô la cũng có thể làm nên điều kỳ diệu." "Đúng vậy, một chiếc áo cũ còn có thể tự làm cho mình cao quý hơn. Vậy chúng ta còn có lý do gì mà không yêu cuộc sống của chính mình hơn cơ chứ?" 20 năm sau, cậu bé đó đã lớn lên và trở thành một tỷ phú giàu có. Là chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Charlotte Hornets. Cậu bé đó chính là Michael Jordan, huyền thoại bóng rổ nổi tiếng thế giới. Trong kinh doanh, câu chuyện này như một bài học về nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao giá trị doanh nghiệp và thương hiệu. Bài học lớn rút ra từ câu chuyện: 1. Bạn bán hàng gì không quan trọng, quan trọng là bạn bán như thế nào. Một chiếc áo cũ bạn có thể bán được giá cao nếu bạn biết cách làm cho cái áo đó có giá trị hơn thực tế của nó nhờ những tác động, những lợi thế khác bổ sung. 2. Bạn bán như thế nào không quan trọng bằng bạn bán nó cho ai. Chỉ lấy ví dụ đơn thuần, có những món đồ cổ đưa cho tôi sẽ chẳng được quan tâm, nhưng nếu đặt nó vào đúng chỗ, đúng vị trí, đưa vào tay những người có sở thích thì nó sẽ là báu vật. 3. Bạn bán cho ai không quan trọng, quan trọng là làm thế nào để bạn bán nó. Tôi đã từng không ít lần tự hỏi, sao có người có thể bỏ ra cả ngàn đô la chỉ để mua một mảng cỏ nhỏ trên sân đấu của một trận chung kết bóng đá, trong khi chừng đó tiền bạn đã có thể đi mua cả đồi cỏ. Câu chuyện thứ hai. Tại một vùng đất thịnh vượng nọ ở tiểu bang Hoa Kỳ, có một ông lão sở hữu mảnh đất sân golf với diện tích hơn 40 hecta, tương đương 400.000 mét vuông, nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa, giao thông thuận lợi, cảnh quan tươi sáng, lại giữa vùng trung tâm, có đầy đủ các công trình quan trọng phục vụ nhu cầu đời sống xung quanh như siêu thị, bệnh viện, trường học, nên dân cư tập trung đông đúc. Trước khi qua đời, ông lão quyết định muốn bán mảnh đất đi, lấy tiền mặt để chia gia tài cho các con cháu của mình. Sau khi thuê chuyên gia đo đạc và đánh giá, giá trị mảnh sân golf mà ông lão sở hữu được tư vấn ước tính khoảng 2 triệu USD nếu quá trình rao bán thuận lợi. Nghe vậy, ông lão chỉ gật đầu. Sau một đêm suy nghĩ, ông gọi cậu con trai cả đến và dặn: "Hãy đăng tin công khai lên mạng Internet rằng chúng ta sẽ bán mảnh đất sân golf đó với giá chỉ 200 USD. Tất cả gia đình đều cực kỳ kinh ngạc. Họ không ngừng nhắc lại lời tư vấn của chuyên gia bất động sản, nhưng ông vẫn nhất quyết khăng khăng không nghe ai cả. Thông tin này cũng nhanh chóng khiến cư dân trong vùng ầm ĩ không ngừng. Họ đua nhau bàn ra tán vào và cho rằng chắc ông cụ già rồi nên lẩm cẩm, thế mà con cháu vẫn còn nghe theo mới nực cười. Một mảnh đất trị giá cả gia tài được rao bán công khai với giá chỉ 200 USD, khiến mạng Internet bùng nổ. Mọi người không ngừng truyền tai nhau. Cả người ở tiểu bang khác, những vùng miền khác trên nước Mỹ, thậm chí là nhà đầu tư ở các châu lục khác cũng biết tin
rồi đua nhau tới nơi này để tranh đoạt cơ hội hiếm có. Lúc này, ông lão lại đưa ra thêm một thông báo. Tôi sẽ bán mảnh đất này cho người nào viết một bài tiểu luận giải thích tại sao họ muốn mua và đề ra kế hoạch khai thác sân golf này xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, ông ta đề nghị, do có nhiều người quá nên chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi. Ai muốn tham gia chỉ cần nộp 200 USD. Nếu trở thành người thắng cuộc, bạn được nhận quyền sở hữu mảnh đất ngay lập tức mà không mất thêm đồng nào. Vừa nghe thấy mảnh đất sẽ trở thành giải thưởng của cuộc thi, lại nghĩ con số 200 USD bỏ ra quá nhỏ so với giá trị thực của nó. Số người đăng ký tham gia không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, có tổng cộng 20.000 bài tiểu luận được gửi về cho ông lão. Lấy 200 USD nhân với 20.000 người, các con trai của ông cuối cùng đã nhận ra họ không hề lỗ mất đồng nào từ việc bán đất mà còn kiếm lời gấp đôi so với giá trị ước tính ban đầu. Cách rao bán mảnh đất khôn ngoan này đã khiến ông lão thu về khoản lợi nhuận gấp đôi chỉ nhờ thay đổi tư duy theo một khía cạnh hoàn toàn khác, đánh vào tâm lý đám đông. Câu chuyện thứ ba. Ở Ấn Độ, một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô xa xôi thường gặp sự cố mất điện kéo dài hàng giờ đồng hồ. Tình trạng này khiến các chủ cửa hàng địa phương gặp rắc rối rất lớn vì không có đủ nguồn điện dự phòng cần thiết để tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình. Nếu tự mua và lắp đặt máy phát điện tại cửa hàng thì ngay cả chiếc rẻ nhất cũng có giá 440 USD. Mức giá không hề phải chăng đối với tình hình làm ăn và thu nhập ở vùng hẻo lánh này. Chính vì vậy, mỗi khi mất điện, họ buộc phải tạm dừng hoạt động, đóng cửa không buôn bán được gì và tìm mọi cách để giữ hàng hóa trong kho lạnh không bị hỏng quá nhiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập cá nhân nói riêng và kinh tế của cả khu vực nói chung. Trong lúc mọi người bất lực chịu đựng, một đại lý của công ty điện máy Nhật Bản đã đưa ra giải pháp bất ngờ. Họ triệu tập 20 chủ của cửa hàng trong vùng lại, đề nghị mỗi người chỉ cần chi 22 USD mỗi tháng vào một tài khoản quỹ chung. Đến khi quỹ chung có đủ 440 USD thì sẽ lấy ra để mua một máy phát điện cỡ nhỏ. Mỗi tháng sau đó, 20 chủ cửa hàng cùng nhau rút thăm để xem ai may mắn được đưa chiếc máy ấy về sử dụng. Với điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người đều đóng quỹ đều đặn. Không vì mình đã có máy sử dụng mà ngừng nộp tiền. Thì chỉ sau 20 tháng, cả 20 cửa hàng trong khắp vùng ngoại ô này đều đã được trang bị một máy phát điện cho riêng mình. Đề xuất này nhanh chóng được các chủ cửa hàng tán thành. Thay vì chi một lúc 440 USD, mỗi tháng họ chỉ cần trích ra một phần rất nhỏ mà lại tránh được tình trạng mất điện, gây khó khăn trong làm ăn. Bên cạnh đó, chính công ty điện máy cũng góp phần mở rộng thị trường và gia tăng nguồn thu nhập mới với những đối tượng khách hàng vốn không đủ khả năng để mua. Ở đây, đại lý là rất thông minh khi chọn cách chia nhỏ để bán được hết hàng mà vẫn làm khách hàng hài lòng. Trong cuộc sống cũng vậy, khi đối mặt với một vấn đề lớn cần giải quyết, chia nhỏ mục tiêu chính là lựa chọn tốt nhất. Vị diễn giả, động lực nổi tiếng người Mỹ và cũng là tác giả hơn 70 cuốn sách phát triển bản thân, Brian Tracy đã viết rằng, làm thế nào để ăn hết một con voi? Câu trả lời là chúng ta cần ăn từng miếng một. Biết cách chia nhỏ, tận dụng ưu điểm riêng của từng khía cạnh để giải quyết sẽ khiến vấn đề tổng thể trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Câu chuyện thứ tư. Chuyện kể là đàn ông Hàn Quốc rất sung mãn, đến 70 tuổi mà họ vẫn có nhu cầu khá cao về chuyện chăn gói. Điều này cũng kéo theo lượng tiêu thụ của bao cao su tại nước này rất lớn. Nhưng có một vấn đề là đến tiệm thuốc mua bao cao su đã ngại rồi, gần 70 tuổi đi mua thì còn ngại hơn nữa. Nên rất nhiều người đàn ông bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan, dẫn đến việc bán bao cao su bị trì trệ một thời gian.
Để giải quyết tình trạng này, các nhà thuốc đã nghĩ ra một phương pháp. Họ gập chung một hộp bao cao su vào hộp xà bông tắm như món quà tặng kèm rồi đem bày bán. Thế là mỗi khi khách hàng đến chỉ cần nói "tôi muốn mua xà bông" là chủ tiệm sẽ hiểu thứ họ cần thật sự là gì. Như vậy không chỉ khách đỡ ngượng mà tiệm thuốc còn bán được thêm cả xà bông tắm ngoài bao cao su nữa. Bài học thú vị rút ra từ câu chuyện này là không chỉ nắm bắt nhu cầu mà còn phải hiểu cả hành vi của khách hàng và tìm ra những cách thức sáng tạo để tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu của họ. Muốn thế, bạn buộc phải nghiên cứu rất kỹ về các yếu tố văn hóa, xã hội, những thói quen của tập khách hàng, mục tiêu để lên chiến lược phù hợp. Câu chuyện thứ 5. Bán ớt. Chỉ xoay quanh việc sẽ trả lời thế nào khi có người tới mua và hỏi rằng ớt có cay không. Nhưng chị bán hàng trong câu chuyện đã khiến cho người đọc thật sự bất ngờ về sự nhanh ý và đối đáp hết sức thông minh của mình. Phía sau câu chuyện còn là những lời khuyên thú vị và mới mẻ trong kinh doanh mà không phải ai cũng biết. Câu chuyện tuy nhỏ nhưng ý nghĩa thật sự rất lớn. Chúng tôi xin được đăng tải toàn bộ câu chuyện này để bạn đọc có thể rút ra cho mình những giá trị riêng. Những người bán ớt sẽ luôn gặp phải câu hỏi như thế này. Ớt của anh chị có cay không? Gặp câu hỏi như thế thì phải trả lời sao đây nhỉ? Nếu nói cay, những người sợ cay họ sẽ bỏ đi ngay. Còn nếu bảo không cay, cũng có thể khách hàng lại là người thích ăn cay. Như vậy, việc làm ăn lại gặp rủi ro. Một ngày kia, tôi đến đứng bên cạnh chiếc xe ba gác của một chị bán ớt, thử xem chị ấy giải quyết hai vấn đề hoàn toàn tương phản này như thế nào. Nhân lúc không có người đến mua, tôi cố làm ra vẻ thông minh mà nói với chị ấy rằng chị hãy chia số ớt này thành hai đống đi, nếu có người muốn mua cay thì cho họ đống này, còn nếu không thì cho họ đống kia. Chị bán ớt cười với tôi, dịu dàng nói, không cần đâu. Đang nói thì một người đến mua, và điều thần kỳ đã xảy ra. Rốt cuộc, bà chủ đã nói thế nào nhỉ? Xem đoạn đó đáp tiếp theo dưới đây nhé. Quả nhiên, chính là câu hỏi đó. Ớt của chị có cay không? Chị bán ớt rất chắc chắn mà bảo khách hàng rằng, màu đậm thì cay, còn nhạt thì không cay. Người mua ngỡ là thật, chọn xong liền trả tiền, vui lòng mà đi. Chẳng mấy chốc, những quả ớt có màu nhạt chẳng còn lại bao nhiêu. Lại có khách hàng đến, vẫn là câu hỏi đó. Ớt của chị có cay không? Chị bán ớt nhìn vào số ớt của mình một cái, liền mở miệng nói. Lần này bà chủ trả lời, ớt dài thì cay, ớt ngắn không cay. Quả nhiên, người mua liền dựa theo tiêu chuẩn phân loại của chị mà bắt đầu chọn lựa. Kết quả lần này chính là ớt dài rất nhanh đã hết sạch. Nhìn những quả ớt vừa ngắn vừa đậm màu còn sót lại, trong lòng tôi nghĩ, lần này xem chị còn nói thế nào đây. Tuy thế, khi một khách hàng khác hỏi, ớt có cay không? Chị bán ớt hoàn toàn tự tin mà trả lời rằng, vỏ cứng thì cay, vỏ mềm không cay. Tôi thầm thán phục. Không phải về sau, bị mặt trời phơi cả nửa ngày trời, quả thật có rất nhiều quả ớt vì mất nước mà trở nên mềm nhũn đi. Chị bán ớt bán xong số ớt của mình. Trước khi đi, chị nói với tôi rằng, cách mà cậu nói đó, thật ra những người bán ớt chúng tôi đều biết cả. Còn cách của tôi thì chỉ có mình tôi biết thôi. Thật là diệu kỳ vậy. Kết luận là, nếu như bạn muốn bán đi những sản phẩm của mình, có phải bạn thường hay nói với người tiêu dùng rằng sản phẩm của mình tốt như thế nào, sản phẩm của bạn có gì khác với những thứ khác và sản phẩm của bạn rẻ như thế nào? Nếu như bạn bán hàng đều là dựa theo những cách này thì bạn sẽ phát hiện rằng nhất định mình sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Công ty bán hàng hóa như thế nào thường thường so với việc công ty bán những sản phẩm gì cũng quan trọng như nhau. Đừng có vừa mới bắt đầu đã vội vàng bán sản phẩm, mà trước hết cần phải hỏi rõ vấn đề, nghe xem tiềm ẩn bên trong khách hàng cần những gì. Một khi biết được những yêu cầu tiềm ẩn bên trong của khách hàng, vậy thì việc bán hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Câu chuyện thứ 6, bán lược cho sư. Ở một nơi tưởng như không có nhu cầu, nếu chịu khó quan sát, phân tích các mối quan hệ, sẽ có thể phát hiện nhu cầu hoặc tìm cách kích cầu để bán hàng. Một công ty nọ muốn tuyển người bán hàng giỏi đã trao cho mỗi người trong hàng trăm ứng viên 100 chiếc lược và đề nghị họ đến các chùa để bán. Cái oái âm là ở chùa sư đã xuống tóc, làm gì có nhu cầu sử dụng lược, mà không có nhu cầu thì làm sao bán được hàng. Hàng trăm người đã ra đi nhưng hầu hết bó tay. Tuy thế có 3 người bán được hàng. 3 người bán được hàng. Người thứ nhất, lượt đến chùa vừa chào hàng đã bị các sư mắng và cho rằng anh này giễu cợt họ không có tóc cho nên đuổi đi. Nhưng anh này vẫn cắn răng chịu đứng cầu xin họ mua. Cuối cùng, một vị sư thương tình mua giùm một chiếc lược. Người thứ hai, sau khi đi vòng quanh một ngôi chùa trên núi, tóc bị gió thổi tung xác xơ, anh ta xin gặp sư trụ trì. Được gặp, anh ta chắp tay niệm Nam Mô và thưa rằng trên núi cao gió thổi mạnh, các thiện nam tín nữ đến đây dâng hương mà tóc tai rối bù, e không thành kính trước cửa Phật. Xin nhà chùa chuẩn bị một vài chiếc lược để trước lúc dâng hương, các Phật tử chải tóc cho gọn gàng, không bù rối. Nghe anh ta nói có lý, sư trụ trì đồng ý mua lược. Nhà chùa có 10 lư hương nên mua 10 chiếc lược cho anh ta. Còn người thứ ba, anh ta đến thẳng ngôi chùa lớn nhất vùng, quanh năm hương khói nghi ngút. Anh xin gặp thượng tọa trụ trì mà thưa rằng: Bạch thầy, chùa ta lớn nhất vùng, ngày nào cũng có hàng trăm tín đồ đến thắp hương. Phàm là người dân hương, ai cũng có tấm lòng thành cúng quả. Chùa lớn như chùa ta, thiết tưởng cũng nên có chút tặng phẩm khuyến khích người làm việc thiện. Còn có mang theo ít lược của công ty, thầy có thư pháp hơn người, xin viết lên lược 3 chữ, lược tích thiện, làm tặng phẩm. Món quà này thật nhiều ý nghĩa. Nhà chùa nghe ra, cũng hứng thú và mua liền 100 chiếc lược làm quà. Như vậy, trong 3 người bán lược cho sư, công ty đánh giá họ thế nào? Người thứ nhất thuộc mẫu bán hàng cổ điển, cần cù nhẫn nại và kiên trì. Người thứ hai có năng lực quan sát, suy đoán sự việc, dám nghĩ dám làm. Còn người thứ ba, anh ta nghiên cứu phân tích kỹ nhu cầu và tâm lý của đám đông, có ý tưởng tốt, lại có giải pháp cụ thể, nên đã mở ra một thị trường tốt cho sản phẩm. Đây xứng đáng là người bán hàng giỏi của công ty. Anh ta đã được tuyển mộ làm phụ trách bán hàng. Nhờ có lượt tích thiện làm quà tặng mà 1 đồn 10, 10 đồn 100, dân chúng đổ về đây dâng hương rất đông. Danh tiếng chùa càng lừng lẫy và phương trượng chùa đã ký hợp đồng mua hàng nghìn chiếc lược của công ty. Rõ ràng, ở một nơi tưởng như không có nhu cầu, nếu chịu khó quan sát, phân tích các mối quan hệ, sẽ có thể phát hiện nhu cầu hoặc tìm cách kích cầu để bán hàng.